cái em mới hỏi là hỏi có cắt đi không bác sĩ, cái bác sĩ nói không, tới chừng nào mà cái chân nó tắc nghẽn mạch máu đi gan nữa là không sử dụng được thì mới cắt, còn cái này chỉ cắt một ít thôi đó là giữ cái chân lại được. Dạ, sức khỏe của anh Tâm giờ hiện giờ cũng đang khá là tốt, đã qua cơn nguy kịch rồi. Dạ em rất là mừng luôn, em mừng không thể nổi để tưởng luôn á. Câu chuyện về người đàn ông tên Phạm Văn Tâm, 38 tuổi ở Tây Ninh bị rắn hổ chúa cắn khiến nhiều người bàng hoàng. Thế nhưng khi biết được lý do, người ta không khỏi cảm động. Ngày hôm nay trong vai một người đến thăm chị Bùi Thị Ngọc Tuổi, vợ anh Tâm, chị Tuổi hiện đang là người trực tiếp nuôi và mong chờ chồng mình khỏe lên từng ngày. Dạ, sáng nay á khi lên á, bác sĩ kêu bằng áo vô đi để thăm anh Tâm. Thì trong khi đó bác sĩ có nói á là lọc máu và rất là ấy tích cực. Với lại cái chân của ảnh á là theo bác sĩ đã nói á là cũng đã ổn định rồi, chỉ cắt bớt cái tế bào để ngay chỗ con rắn cắn á, còn cái chân thì giữ lại. Cái em mới hỏi là hỏi có cắt đi không bác sĩ, cái bác sĩ nói không, tới chừng nào mà cái chân nó tắc nghẽn mạch máu đi gan nữa là không sử dụng được thì mới cắt, còn cái này chỉ cắt một ít thôi đó là giữ cái chân lại được. Và sức khỏe của anh Tâm giờ hiện giờ cũng đang khá là tốt, đã qua cơn nguy kịch rồi. Dạ em rất là mừng luôn, em mừng không thể nổi để tưởng luôn á. Hồi tối á biết bao nhiêu người gọi tên để lên thăm bệnh nhân, còn em thì ngồi không có ai gọi em lên hết luôn. Nói chung là hình như một đêm em không thể nào ngủ được. Ta kêu cái lo là nghe chuông nó gọi á, chuông ở trên pha cho ảnh gọi xuống á, là em nói rồi không biết có ta kêu tên chồng mình không nữa, cái không có kêu. Em rất là cảm xúc, là em nói không biết có ổn hay không mà sao nghe nín thinh dữ vậy ta. Rồi hồi nãy kêu tên ảnh cái em lật đật em chạy lên lấy giấy chạy ra cổng bảo vệ lên là bác sĩ đã nói như vậy, em rất là mừng luôn, mừng không thể tưởng nổi luôn. Nói với chúng tôi, chị Tuổi cho biết trước đó có khoảnh khắc anh Tâm tỉnh, tay cử động được một chút, anh ra tín hiệu cho chị. Trải qua nhiều lần nguy kịch, anh Tâm nay đã ổn định hơn nhiều. Và đó không chỉ là niềm vui của riêng chị Tuổi hay người thân trong gia đình, mà còn là niềm vui của rất nhiều mạnh thường quân, những người đang theo dõi câu chuyện. Dạ bà ngoại, ở với bà ngoại em á, em rể của anh Tâm. À, tại vì anh học ở trên đi làm á, cái chạy qua nói điện thoại tới Quý ơi bây giờ sức khỏe của anh Tâm như vậy, cần cầm ba cái giấy tờ qua để cho bác sĩ coi để hỗ trợ cái bảo hiểm cho mình. À, cũng đã rất là mừng là trước tiên là cho Quý biết trước, rồi sau lại là cho chị Phương. À, cho chị Phương biết nữa, cái chị Phương lật đật mừng quá chạy, hai chị em ôm nhau, trời ơi em nói không thể nào mừng nổi. Rồi bác sĩ cho cái tờ phiếu đi đóng tiền là 100 triệu và chị Phương cũng giúp đỡ, và chị Phương chị đóng luôn cho. Dạ chồng em á thì bị cái chân vậy á, ảnh cứ ở nhà lê quay ở nhà thôi, còn em á thì đi làm mảng cầu đồ gãy cỏ cho người ta, ai muốn gì nói chung là vợ chồng cũng gói ghém qua ngày vậy thôi. Dạ nói chung là có khi túng hụt, có khi làm thì có làm á thì dư, còn mà nghỉ cái ngày đó thì nó cũng hơi túng một tí xíu thôi, mà cũng không sao, vợ chồng hủ hỉ nhau là đã mừng rồi. Bây giờ á nói chung là chưa nghĩ tới luôn á, chỉ là chỉ cầu mong sao cho anh hồi phục đi rồi vợ chồng sẽ ngồi xuống anh muốn tính cái gì thôi. Chứ giờ em không muốn tính cái gì hơn là để giữ lại mạng sống của anh là đã mừng rồi. Em muốn cảm ơn đến Mạnh Thường Quân và dung tay góp sức. Và ở trên thành phố này có biết bao nhiêu người để hỗ trợ cho em, ngày nào cũng vô để cho tiền em hết. Rồi khi cho tiền á, em có nhờ chị Phương chuyển vô tài khoản của em. Rồi chị kêu giữ đó đi, rồi tới chừng nào mà bác sĩ có kêu đóng tiền thì mình quẹt thẻ mình đóng liền, có tiền. Rồi em rất là biết ơn những mạnh thường quân đồ để hỗ trợ cho em để cứu được chồng em, rồi nghe nói là qua cơn nguy kịch hiện nay là mừng dữ lắm luôn rồi. Theo các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy, anh Tâm hiện đã có tín hiệu tích cực qua cơn nguy kịch. Anh Tâm vẫn đang thở máy, lọc máu và điều trị bằng kháng sinh. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.